Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức mà các bạn tổng hợp số liệu đối với một công ty kinh doanh xây lắp. Trong đấy chúng ta có các cái giá trị cái chuyển theo công trình như các cái tài khoản 621, 622, 623, 627 và cái chuyển về tài khoản 154. Trong quá trình làm thì chúng ta lưu ý là tất cả các cái chứng từ, ví dụ như ở đây là cái phiếu chi chẳng hạn. Thì khi chúng ta nhập mua thép xây dựng cũng như các cái vật tư liên quan đến công trình thì chúng ta có thể là không cần khai báo, nhưng khi các bạn xuất nguyên vật liệu để phục vụ thi công công trình thì các bạn lưu ý là ở trong cái màn hình cập nhật này các bạn phải có được cả cái khoản mục chi phí và cái đối tượng chi phí. Thế thì tất cả những cái liên quan đến cái phần 621 về đến tài khoản 154 thì cái phát sinh 621 là cái phát sinh mà chúng ta bắt buộc phải chi tiết được từng công trình và khoản mục phí cụ thể. Cũng như cái tài khoản 622 thì chúng ta cũng phải bóc tách được cụ thể là cái lương của công trình. Còn những cái gì mà chúng ta không thể bóc tách được thì chúng ta chuyển nó về tài khoản 627 để sau này chúng ta sẽ cuối kỳ kế toán chúng ta sẽ phân bổ. Thì cái việc đầu tiên ấy là chúng ta lưu ý ở cái phần khai báo các cái tài khoản cái chuyển. Thế thì ở đây ấy, là có cái phần cái chuyển thì các bạn để ý là trong cái mô hình của một công ty chúng tôi thường mở ra thành hai cái tài khoản 154. Cái tài khoản 154 một dùng để tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh của công trình, nhưng trong cái trường hợp mà một doanh nghiệp lại có cả hai cái lĩnh vực vừa sản xuất sản phẩm lại vừa thi công công trình thì chúng ta sẽ có cách là sẽ mở thêm cái tài khoản 1542 tránh trường hợp sau này chúng ta bắt đầu mới mở lại thì nó sẽ vất vả. Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy là cái khai báo của tài khoản 621 về 154 là chúng ta rất là chi tiết từ 6211 về 1541. Cái 6212 là cái chuyển cho tài khoản cho phần sản xuất sản phẩm. Chúng ta khai báo cái bút toán cái chuyển là 6211 6221 về 1541 cho công trình, 6231 về 1541 cho công trình, 6232, 6233, 34, 37, 38 là những cái chi phí máy thi công chuyển về 154, và chúng ta lưu ý là cái tài khoản chuyển về 154 này là tài khoản chi tiết, trong đó có luôn các cái tài khoản chi phí là 627 chúng ta cũng khai báo là về 1541 để trong trường hợp này chúng ta làm là cho một công ty thi công trình. Thế thì đối với trường hợp mà doanh nghiệp kinh doanh xây lắp thì cái việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta cuối một kỳ kế toán ở đây chúng ta làm theo cái số liệu giả định là ở trong tháng 1 chúng ta chọn nghiệp vụ, chọn giá thành công trình, kết chuyển chi phí. Nhưng ở đây chúng ta sẽ thêm mới, chúng ta chọn thêm. Ở đây chúng ta đánh vào là 3101 01. Thì các bạn lưu ý là khi mà chúng ta đã kết chuyển tháng 1 rồi thì sau này khi chúng ta kết chuyển vào tháng 2 chẳng hạn thì các bạn sẽ thấy là cái số liệu tháng 1 đã được kết chuyển rồi thì không còn hiển thị nữa. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là chương trình tự động lấy số liệu. Các bạn có thể kéo rộng màn hình ra hoặc là các bạn kích thước để có thể mở rộng toàn bộ màn hình các bạn nhìn thấy. Ở đây là cái chi phí nguyên vật liệu của từng công trình. Chi phí lương của từng công trình. Rất là cụ thể, chương trình tự động lấy. Các bạn lưu ý là chương trình tự động lấy. Nếu như chúng ta có một cái chứng từ nào đấy không vào mã khoản mục chi phí và mã đối tượng tập hợp chi phí là các công trình thì chương trình sẽ tự động tạo ra một cái dòng là các bạn thấy là nó sẽ để trống cái đối tượng tập hợp chi phí. Như ở đây chúng ta đối với cái tài khoản 627 thì chúng ta không cụ thể được là của công trình nào nên chúng ta dùng để phân bổ. Thì ở đây là các bạn nhìn thấy là chương trình sẽ kết chuyển tất cả cái tài khoản từ đầu 6 về 154. Còn cái 627 về đến 154 thì sau khi chúng ta kết chuyển rồi thì vào phần giá thành chúng ta sẽ phân bổ cái giá trị này ra cho từng cái đối tượng tập hợp chi phí. Chúng ta chọn lưu.
Như vậy là các bạn có thể thấy là chúng ta quay lại báo cáo xem cái bảng cân đối phát sinh tài khoản. Ở đây chúng ta chọn tháng 1. Chúng ta có thể chọn bậc tài khoản là chúng ta xem đến bậc tài khoản cấp 2. Hiển thị số dư cả hai bên để chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng. Ở đây các bạn kéo xuống đến tài khoản 621 đến 627 thì các bạn nhìn thấy là đã hết số dư. Như vậy là phần còn lại của chúng ta là chúng ta sẽ phân bổ cái số tiền 627 không cụ thể của đối tượng công trình nào về đến từng công trình cụ thể. Chúng ta chọn giá thành công trình. Ở đây các bạn nhìn thấy có một cái mục là mục phân bổ chi phí. Cũng như các bạn có thể vào cái mục này nghiệp vụ và cái chọn phân bổ chi phí nếu chúng ta không kích vào các cái biểu tượng trên màn hình. Chúng ta vào phân bổ chi phí, chúng ta chọn thêm mới. Thì ở đây chúng ta chọn cái số liệu phân bổ là số liệu tháng 1. Thì khi chúng ta chọn kích vào cái nút lấy tiền phân bổ thì các bạn nhìn thấy cái giá trị mà cái chi phí không cụ thể được cho công trình thì nó sẽ đưa ra đây với tổng chi phí của tài khoản 627 ở đây là 5 triệu 6. Cái này chương trình tự động lấy số liệu, các bạn không cần phải bận tâm. Thế thì ở đây có các cái tiêu chí để chúng ta phân bổ. Thế thì cái tiêu chuẩn phân bổ của chúng ta có thể phân bổ theo nguyên vật liệu trực tiếp. Thì trong trường hợp này chúng ta chỉ cần kích vào cái nút là phân bổ chi phí nguyên vật liệu. Thì các bạn nhìn thấy là ở trong này đã phân bổ cho cái trường này. Và do cái việc cái bán thành phẩm này nó chạy vào đây là do cái việc chúng ta không phân tích cụ thể cái tài khoản 627 cho từng cái lĩnh vực sản xuất. Nên là cái này có thể phân bổ vào. Thì chúng ta có thể nhập cái phân bổ trực tiếp vào đây. Với cái số tiền nó phải bằng với số tiền là ở trên này. Chúng ta có thể sửa trực tiếp phân bổ theo cái ý chủ quan của mình. Sau khi phân bổ xong chúng ta chọn lưu. Thế các bạn đã có được một cái chứng từ phân bổ chi phí. Sau khi phân bổ chi phí rồi các bạn lưu ý là chúng ta vào luôn cái bảng giá thành, phân tích giá thành công trình. Thế thì ở đây chúng ta chọn các cái công trình để chúng ta xem thì chúng ta không cần phải chọn hết tất cả các loại kể cả sản phẩm sản xuất cái đối tượng tổng hợp chi phí. Thì ở đây chúng ta kích vào một công trình, giữ phím Ctrl để chọn tiếp hai công trình tiếp theo. Chúng ta chọn ba đối tượng này, chúng ta lên tổng hợp chi phí riêng cho từng công trình. Thế thì ở đây các bạn ấy nhìn thấy là có ba công trình đã hiện lên là chi phí nguyên vật liệu này, chi phí nhân công này, máy thi công, chi phí chung. Các bạn nhìn thấy ở đây có một dòng 30 triệu là dòng cái chi phí thầu phụ. Cái chi phí thầu phụ này là cái chi phí được hạch toán trực tiếp từ 331 về đến 154. Các bạn lưu ý là từ 331 về đến 154. Khi hạch toán cái liên quan đến các tài khoản cái phần thầu phụ thì các bạn sẽ hạch toán vào tài khoản công nợ. Như vậy là chúng ta đã nhìn thấy ở đây là cái số dư cuối kỳ của công trình rất là rõ ràng. Tổng tài khoản 154 số dư cuối kỳ của công trình sẽ là 164 triệu. Căn cứ vào cái số liệu mà chúng ta làm ở đây ấy, thì thường đối với các cái kế toán của công trình thì sau khi chúng ta lên được bảng tổng hợp chi phí của từng công trình và chúng ta cũng vào cái mục kết chuyển số liệu. Cái mục kết chuyển thì nó nằm ở trong cái phần tổng hợp. Các bạn vào kết chuyển. Ở đây chúng ta kích chuột phải và thêm mới. Ngày ở đây là ngày 3101. 3101. Ở đây các bạn nhìn thấy là nó đã phân tích rõ ràng về cái doanh thu của hai cái công trình là cái công trình 01, công trình 02. Chúng ta chọn lưu chứng từ. Thế thì sau khi chọn lưu chứng từ rồi, chúng ta quay lại cái bảng tổng hợp giá thành công trình. Thế thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần doanh thu đã được đưa lên ở trên cái bảng giá thành này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là cái phần doanh thu đã hiện lên rồi. Thì khi các bạn làm cái phần doanh thu này thì thường các cái công ty mà chúng ta
làm thì thường căn cứ vào cái giá trị doanh thu và cái dư cuối của công trình để xác định nghiệm thu khối lượng chuyển lên tài khoản 632. Ở đây ví dụ như là ở cái công trình trường Nam Đàn đây, chúng ta nhìn thấy là có 20 triệu tiền doanh thu. Thường thì chúng ta sẽ nghiệm thu phần 20 triệu của doanh thu này. Chúng ta sẽ vào phần nghiệm thu. Chọn tháng 1. Các bạn chọn lấy số liệu. Thì ở đây có rất nhiều các cái giá trị mà chương trình lấy ra. Chúng ta đánh vào đây là 20 triệu. Phần này chúng ta xóa đi. Thì các bạn nhìn thấy là chúng ta chọn nghiệm thu là chúng ta chỉ nghiệm thu công trình thứ nhất với số tiền là 20 triệu. Vậy báo cái giá trị đấy là báo cái giá trị là không được để trống giá trị. Chúng ta chọn nghiệm thu công trình. Thế thì hệ thống đã tạo ra một cái chứng từ chung với cái chứng từ hạch toán là phiếu kế toán với cái mã của chứng từ. Đây chúng ta có thể nhìn thấy là ở trong cái phần tổng hợp này. Cái phần chứng từ chung này nó đã ghi ra một cái là nghiệm thu công trình từ ngày đến ngày. Các bạn có thể nhìn thấy là cái phần này là ghi có ghi nợ cho tài khoản 632 vì có tài khoản 1541. Nếu có những cái gì sai sót chúng ta có thể sửa đổi. Sau đấy chúng ta vào quay lại bảng tổng hợp giá thành công trình. Thế là chúng ta sẽ nhìn thấy được là cái rõ ràng là cái phần mà công trình ấy thì đã có thêm cái phần chúng ta nghiệm thu để có thể xác định được cái giá trị lãi cuối kỳ của từng công trình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.